그런 표현도 Rồi, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với kênh channel OTV của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách làm ông già hóa người đẹp như video mình đã demo nha các bạn nhé. Thì video sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn nhé. Nhưng trước tiên vào video các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Rồi, ok. Điều đầu tiên chúng ta vào App Store nha các bạn nhé. Chúng ta tải Instagram nha các bạn. Chúng ta tải cái ứng dụng này nhé các bạn nhé. Và chúng ta tải về. Rồi ok, sau khi cài đặt xong chúng ta mở lên nhé các bạn nhé. Cái này chúng ta có thể đăng nhập vào một cái tên Facebook của mình nhé các bạn nhé. Có này, đăng ký nha các bạn. Rồi chúng ta bỏ qua đây các bạn. Rồi ok, sau khi chúng ta đăng ký xong nha các bạn nhé, mình đã kết nối vào tài khoản Facebook của mình nha các bạn nhé. Bây giờ chúng ta thêm một cái hình ảnh. Các bạn có thể thấy ở đây có một bạn làm nhìn rất là đẹp nha các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cũng làm tương tự như thế các bạn. Rồi ở đây chúng ta chọn cái hiệu ứng ở trên cái thứ tư ở trên chủ dưới hình mặt cười các bạn. Rồi chúng ta kéo xuống ở cuối cùng rồi các bạn này. Ở đây chúng ta tìm kiếm hiệu ứng nhé các bạn nhé. Chúng ta gõ chữ xe kè. Đây xe kè tika nhé các bạn nhé. Ở phía dưới này có cái hình mũi tên phía dưới các bạn. Chúng ta có thể tải về nhé các bạn nhé. Đây đã lưu vào camera này. Ok nhé các bạn nhé. Rồi chúng ta thoát ra ngoài. Rồi chúng ta thoát nha các bạn nhé. Đây cái hiệu ứng đấy ở đấy ở đâu các bạn? Đây nó nằm ở ngay chỗ đầu tiên luôn nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng ta bấm nút và xem này. Nhìn ghê quá. Chúng ta có thể quay nha các bạn nhé. Đoạn sau nhìn rất là đẹp nha các bạn nhé. Đoạn trước nhìn như một cái ông già luôn. Đoạn sau thì nhìn đẹp như trong tranh nha các bạn nhé. Cái này đang là hot ở trên TikTok nha các bạn nhé. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.